sau các đợt bão số 5 đến bão số 13 vừa qua, bờ biển Hội An và An Bàng qua địa bàn phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Đoàn sạt lở sâu nhất vào đất liền từ 10 m đến 15 m. Hơn 50 nhà hàng, khu du lịch nghỉ dưỡng và nhà dân dọc bãi biển bị sói lở đánh sập, hư hỏng nặng. Ông Đinh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, do khối lượng sạt lở quá lớn, trước mắt chính quyền địa phương mới huy động lực lượng dân quân và người dân khắc phục tạm đường lên xuống bãi biển. Theo ông Đinh Dũng, sau hai đợt dịch Covid-19, bà con vừa rục rịch mở cửa trở lại thì các đợt mưa bão dồn dập ập đến, phá tan bờ biển và dạy nhà hàng, thiệt đơn thiệt kép. Bây giờ nhiều chủ nhà hàng không còn đủ sức để gương dậy. Từ đợt dịch đến nay, từ cơn bão số 5 đến cơn bão số 13 này, việc kinh doanh buôn bán bà con là rất là khó khăn, không có khách, sạt lở rất là nghiêm trọng bà con đang chờ cái chủ trương cấp trên có giải pháp nào cho nó thực sự phù hợp làm thế nào là giữ được bờ và cố gắng tạo được bể để mà sinh kế về du lịch lao dài hơn 10 năm trở lại đây bờ biển thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam dài hơn 7 km bị triều cường xâm thực sói lở nghiêm trọng chính quyền địa phương và các chủ khu resort nghỉ dưỡng nhà hàng ven biển bỏ ra hàng trăm tỷ đồng làm kè cứng đến kè mềm để bảo vệ bờ biển nhưng cứ sau mỗi đợt mưa bão bờ biển lại bị sóng xé toang, bãi biển bị mất dần, hiện tượng xâm thực ăn sâu vào đất liền. Sau các đợt mưa bão vừa qua, vùng sạt lở kéo dài thêm đến bãi biển An Bàng. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho rằng, rút kinh nghiệm từ mấy năm trước, việc đầu tư chống sạt lở bờ biển Hội An không mang lại hiệu quả, cần phải tính toán lại. Nếu tiếp tục làm kè theo kiểu chấp vá thì càng tốn thêm tiền của. Việc đầu tư triển khai các cái dự án ứng phó sạt lở nếu mà thực hiện cục bộ ví dụ như doanh nghiệp người ta thực hiện ranh giới của các dự án hay là nhà nước là ở từng có vị trí nhất định thì cái tính thiếu đồng bộ thì có thể là giữ được chỗ này nhưng không giữ được chỗ khác cho nên là có quá trình đầu tư mà cần đồng bộ bao nhiêu thì nó mới đảm bảo hiệu quả